8 thì chúng ta thấy cái gì các bạn? Ở đây nó có hàng loạt cái câu về về cái nhìn, mình cứ thấy cái câu nào mà nó giống nhau thì cứ bỏ hết, để làm chi trong quá trình mình làm bài thi á, nó đỡ đau cái đầu của mình chỉ tập trung vô những cái câu nào nó khó thì mình suy nghĩ thôi, còn cái phần nào nó giống nhau rồi thì nhiều bạn vô chỉ lo đọc câu 1 thôi à. Cái thấy chữ Peninsula cái chết rồi, từ này giờ tôi quên rồi sao giờ, bạn cứ không quan tâm nó, tại vì bạn lướt con mắt, bạn về nhà bạn giải đề cũng vậy nữa, bạn tập bạn nhìn bạn cho thầy quen, bạn lướt con mắt bạn nhìn thấy hết vậy, bạn thấy giống bạn cứ bỏ để mình khỏi suy nghĩ. Có phải phần sau là thùng ít sinita cũng giống nhau luôn không? Như vậy cái này nó chỉ còn tập trung vào cho bạn là cái số gì, số đếm, mà thầy dám đảm bảo với các bạn luôn, số đếm bây giờ quýnh vô đầu mỗi thằng chưa chắc lòi ra hết được các cái số, đúng không? Và số thuần hàng dùng cho cái gì, số hán hàng là gì, mà cái lớp nào thầy cũng dặn hết, cái số đếm nó quyết định gần như 50 đến 70% cái bài, mỗi câu đều có số đếm, thậm chí là phải tập viết cái số rồi xong phải dịch ra cái chữ. Hôm trước mình tập cái đó nguyên cả ngày trời, nhớ không? Tại vì sao, bạn đọc trong các bài thi đọc hiểu, bạn có thấy là các cái số đếm nó có ở trong cái bài, có khi nó ghi bằng chữ, có khi nó ghi bằng số không? Và xin thưa luôn, bữa nay là ngày cuối cùng những người nào đi học thì xứng đáng được nghe những câu chuyện này. Đó là Thái vừa mới nói với bồ lại nhớ không? Linh không có nói với chị em nha, chưa? Đặc biệt là cái thằng lớp trưởng nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện đâu. Cái này được ghi lên cho 8.900 người coi, tại vì nó sẽ lên YouTube. Rồi. Những câu nào có số đếm trong đề bạn cứ lấy nó, bắt đầu nó bạn dò lên cho thầy, 90% là đáp án. Đó là cái đề của Ebius Stupid nó là vậy. Thầy không nói các đề khác nha. Xin đính chính với cộng đồng mạng luôn là nó phải cái đông làm các đề khác nha, chỉ trong đề Ebius Stupid thường là như vậy. Hiểu hay nói không? Có một số câu dò lên mình loại thôi, tại vì câu đó là câu khác. Còn hầu như nếu mà là câu giống dò lên nó là cái đáp án luôn. Nhưng nó khó không, chỗ là cái gì, là nó viết bằng chữ và đọc cũng được rồi sao, cho nên thầy mới nói là về phải đọc cho cái âm nó thiệt là nhanh, đọc chữ cho thiệt là chạy, và số đếm là phần cơ bản, là phần cơ bản bạn cần phải làm gì, bạn cần phải ghi nó ra và tập nó ra, số thuần hàng dùng cho cái gì và số hán hàng cái gì, nắm cái phần đó không là một lợi thế khi làm bài rồi. Nghe cũng có, đọc cũng có, đúng không? Thì tại sao không học thuộc lào lào, cái gì cơ bản là phải thuộc lào lào, chỉ nghĩ đơn giản thôi, qua bển làm mà người ta không trả tiền bằng số rồi làm không biết số rồi sao nói lương nói tiền nói giá, rồi nói vậy thôi, đi ra ngoài không mua sắm hả, đi ra ngoài không trả giá hả, cái đó phải biết đầu tiên chứ. Cho nên để mong nội trong đây có mấy cái ha, Penin House hai thì là thu, thu là hai. Ở đây ví dụ như nó không có cái số, nó không có cái đơn vị đếm á, thì nó có thể dùng là thuần luôn cũng được các bạn. Thí dụ như nó nói là Penin House ka thuần ism gì ta, nghĩa là nó không dùng từ thuần, có nghĩa là cái hai cái gì nhà kính, nghĩa là không dùng đơn vị đếm thì chúng ta dùng cái số thuần hàng cơ bản, còn chừng nào nó dùng cái đơn vị đếm thì nó mới biến thành là han thu se ne, nhớ không? Rồi ví dụ như bạn nói một quả táo thì bạn có thể nói là sa qua hana chu seo, bán cho tôi một quả táo, hoặc bạn có thể nói sa qua han ke chu seo, bán cho tôi một quả, hiểu chưa? Như vậy là hana hoặc là han ke, nhớ cái đó là được. Rồi tiếp tục, ở đây chúng ta có cái câu 29 y chang như vậy, saram thử đi là bỏ hết cho thầy, tại vì câu nào cũng có nó hết thì lấy làm cái gì, đúng không? Tiếp tục một cái là gì, thì hiện tại tiếp diễn giống nhau, và ở đây chúng ta thấy có haku xin nhì tà, haku xin nhì tà của câu 1 và câu 2 giống nhau, còn lại ở đây là gì các bạn, masiko isimita và puruko isimita. Như vậy mình có thể bỏ ko isimita ở hai câu này, và có phải rằng
Ở cái phần 3, 4 bạn tập trung vô coi động từ. Còn cái phần của 1, 2 bạn chỉ cần coi danh từ là xong không? Nhưng thầy đã nói hai câu giống nhau nhất là tập trung vô nó. Thì ở đây phát hiện ra, bỏ linh của hai câu này ra thì thấy là cùng vu. Thì dĩ nhiên chúng ta chọn câu số 1 là đáp án đúng. Hiểu nói gì không? Mọi người đang gì? Đang học. Rồi. Tiếp tục câu 30. Câu 30 ở đây ví dụ nha, nó đang rối như vậy đúng không? Nhưng bạn có thấy chữ T T T là lúc khi giống nhau không? Đúng không? Như vậy bạn sẽ chia hai phần ra để bạn có thể xem. Và trong cái này thì lại lại cái gì lại là giống nhau nữa các bạn, trong cái phần trước chữ T đó giống nhau cái gì bạn? Linh. Cho nên bạn tiếp tục bạn bỏ chữ Linh cho thầy thì nó sẽ lòi ra một cái là xuân, một cái là mùn con, một cái là mùn là nước và một cái là gì? Crít, đúng không? Là gì? Chén tô. Thì ở đây đó là cái cách nhìn. Cách nhìn tiếp theo khi bạn bỏ im nì tà, im nì tà, im nì tà, im nì tà của bốn câu thì chúng ta sẽ có được một cái dữ liệu gì ở đây các bạn? Hả? Là gì? Pì nu chip ke mun pu đi ke và su se mi. Thì có phải ở đây nếu bạn nào đã thuộc được, chắc chắc là thuộc được xà phòng đúng không? Pì nu thì lỗi câu 1. Rồi ở đây bạn có cái từ 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 mun pu đi ke là cái bình xịt, ai thuộc được cái này thì lỗi được câu 3 đúng không? Còn lại câu 2 và câu 4 đó là chịp ke và một cái là su se mi. Thì su se mi là miếng cước, miếng bùi nhùi, cái đồ rửa chén, đồ rửa bát. Thì đây mình chọn câu số mấy? Số 4. Chắc chắn trong 60 bài của mình không hề dạy có cái từ gì các bạn, su se mi. Nhưng nếu bạn lội ra được ba câu trên bạn vẫn được. Nhưng mình có thể dùng ở các chỗ là gì các bạn? Bạn nhìn ở đây là gì? Khi mà nó xít tà thì có phải câu 1 và câu 4 là câu gần giống với nhau nhất không? Có phải câu 1 với câu 4 là câu gần giống với nhau nhất không? Chứ còn gì nữa, động từ xít tà đó, sau khi bạn bỏ ra các kia bạn không thấy nó lò ra cái chữ xít tà. Nè. Thấy không? Thì hai câu gần giống nhau nhất tập trung vô nó trước. Thì có phải mình lội được cái câu số 1 là mình nhìn ra được câu số 4 không? Đó, nhiều cái phương án để nó trở về đúng La Mã thì nó là cái cách giải đúng. Rồi, tiếp tục. Câu 31, câu 37. Ở đây chúng ta không 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 nhờ vả được cái câu là nê dọ kỳ y soi rồi đúng không? Chúng ta chỉ có thể nhìn các cái linh ở phía xôn là gì các bạn, tay và rửa nó thì dĩ nhiên là phải là phì nu thôi, xà phòng. Tôi muốn rửa tay, nếu có xà phòng thì cho tôi xin. Nê dọ kỳ y soi. Và cái từ kaun là gì các bạn? Kaun là cái gương, cái kính. Siyak là kem đánh răng. Tiếp tục câu 32. Ở đây chúng ta nè, thấy chữ in linh và động từ tha tà là đi bằng phương tiện gì? Mấy nay mình giải đề hoài, mình nói cái này hoài. Thì dĩ nhiên rằng nó đang cần một danh từ để đi thích hợp với từ tha tà đúng không? Thì chỉ có mỗi cái chị ha cho lên thôi. Lý do tại sao vậy? Tại vì dục vô là cầu vượt, mình không thể mình leo lên phương tiện là cầu vượt phương đúng không? Rồi chị ha tô là đường hầm và từ gì hoen tan bồ tô là vạch trắng qua đường. Như vậy đáp án đúng phải là phương tiện di chuyển, đó là xe điện ngầm. Và một cái yếu tố nữa là động từ gì các bạn? Bay là so chủ IO, gì nó nhanh cho nên là tốt. Thì xe điện ngầm nó đi nhanh, tại vì nó đâu ghét, nó đâu có bị mấy cái phương tiện giao thông khác đâu, nó chỉ đi trên cái đường của nó thôi mà. Rồi, tiếp tục chúng ta có câu 33. Câu 33 thì ở đây chúng ta sẽ có linh ra là nó là kỳ kê. Kỳ kê là máy móc, như thầy nói, đây là danh từ thì chúng ta phải đi cần tìm một cái động từ phải không? Động từ tác động vào nó.
thì kia kia là máy móc. Máy móc bạn không thể nào bạn uống nó được. Có đứa nào uống cái máy không? À, có đứa nào ăn cái máy không? Có đứa nào gặp cái máy không? Chỉ có sờ vô cái máy thôi. Mà sờ vô là gì? Màn chi tả, màn chi mion, ảnh thuyệu. Sờ vào là không được, sờ cái tay vào không được. Bởi vì sao? Lý do cái máy này nó đang tư co rồi không? Nó rất là nóng. À chu tư co rồi không? Tiếp tục câu 34. Ở đây chúng ta lại thấy linh ở chỗ này thì cái từ gợi ý của nó là chữ Shikan. Ê, xin lỗi, Sachin. À, Sachin là gì các bạn? Bức ảnh. À, bức ảnh thì ở đây bạn cũng như là gì? Bạn bạn chỉ có cái động từ thích hợp nhất là chụp bức ảnh. Không 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 chọn được cái từ Kurosayo. Kurosayo là vẽ đúng không? Thì là Kurimin Kurosayo. Ừ. Như vậy ở đây người ta nói là ảnh thì cái từ là Sachininchita. Do hen ta nho thành nho ồ sách chỗ. Bạn mới đi du lịch về đúng không? Sachin thơm bụi o chú xe o. Cho tôi xem hình với. Sachinin phần lô hộp xe o. Ở đây có một cái lưu ý. Phần lô phải đi với phủ định. Hoàn toàn không gì đó. Hình không có nhiều. Nàn xí ca nập bà so. Thời tiết xấu. Sachinin mà ni một chỉ có xe o. Tôi đã không thể chụp được nhiều. Ok ha. Rồi. Câu 35. Thì chúng ta có cái gợi ý gì đây? Không có cái gợi ý gì cả hả? Có không? Ở đây mình nhìn nè. Chủ ngữ đã có. Động từ đã có. Và ở đây những cái từ này thuộc về trạng từ. Thì mình sẽ đi kiếm cái nào nó bổ nghĩa cho cái này. Nào bổ nghĩa cho cái này. Thì ở đây là gì bạn? Phần so. Phần so. Thì nó đi với một cái quá khứ. Nãy nói vậy thôi chứ cái video này chiếu lên cho cả làng này ha. Đâu có bí mật gì đâu. Rồi, acid thì cộng với gì? Phủ định. Có nhiều người tôi nói chơi cái họ tưởng tôi nói thiệt. Cái có nhiều người họ giận tôi vậy. Kệ đi. Rồi ở đây chúng ta có gì các bạn? Phủ định. Phủ định. Acid thì cộng với phủ định. Rồi. Mình chỉ còn hai thứ thôi. Đó là gì? Incit và Natchunghe. Đúng không? Mà ở đây dấu hiệu của chúng ta là thì tương lai. Tại sao? Thì nói tất cả cái công thức nào mà cộng với chữ Lien hoặc là chữ Il thì nó sẽ là tương lai. Như vậy mình coi cái incit là sớm. Đến sớm, đã đến sớm, được không? Đến sớm, tôi sẽ đến sớm, tôi đã đến sớm, được không? Được mà. Cho nên thằng này lững lờ. Riêng cái thằng nào chung mê chỉ đi với tương lai. Tại vì là tiếp theo sao. Cho nên chọn đáp án của nó sẽ là số mấy? Số 4. Nà chung e là sau này, tiếp theo sao. Ở đây đang có một cái ý nó là gì các bạn? Mình chung si, 우리 지금 출발한 건데 같이 갑시다. Bây giờ tụi mình xuất phát, bạn có đi cùng không? À, không phải bạn có đi cùng không, nó đâu phải là câu hỏi đâu. Bạn đi cùng với chúng tôi nào? 먼저 가세요. Anh đi trước đi. 저는 지금 갈 수가 없어요. Bây giờ tôi không thể đi được. Lâu lâu bạn lại thấy cấu trúc không thể, nó có chữ K gắn vô đây nè. Có thấy không? Nhấn mạnh đây ha. Nhấn mạnh. Rồi. 제가 나중에 따라갈게요. Tôi sẽ đi sau. Ok ha. Câu 36. Chúng ta có là gì? 농작물에 해로운 벌레 병균 등을 없애기 위해서. Cái động từ này bạn chưa được học nè. Obseta làm cho nó biến mất. Làm cho nó biến mất. Tại vì obta là không có đúng không? Vậy obseta làm cho nó biến mất.
Và chúng ta nhớ hôm trước mình giải đề nó có một cái phần được gọi là cái gì đó ộp xi, nhớ không? Nhớ cái vụ mà ộp xi không? Không bao giờ thấu hiểu. Vậy rồi mà lâu lâu mới hiểu. Cái gì ộp xi đó? Sen cắt ộp xi mà restyle. Cái thằng đó nó không có suy nghĩ gì hết mà nó cứ vậy nó nói. Ộp xi là không có cái gì đó gắn vô phía trước để mình nói một cái hành động ở phía sau. Hiểu không? Sen cắt ộp xi khứ nhán mà restyle. Nó cứ vậy nó nói mà nó chẳng có suy nghĩ gì cả. Có nghĩa là có uống lưỡi bảy lần không? Không. Và lại gì? Như các bạn giờ lắc ộp xi khứ nhán và sợ. Nó không có liên lạc gì cả. Cứ vậy mà nó tới. Nhớ không? Còn cái từ ộp xe tà nó là động từ nha. Ộp xe tà nó là từ làm cho nó mất tiêu, làm cho nó không có, làm cho nó biến mất. Như vậy để làm cho các cái con côn trùng, đúng không? Thành côn là vi khuẩn, nó mà sao gây hại trên mùa màng, nó mất tiêu đi, hiểu không? Thì người ta phải sao các bạn? Giặt phun mến. Ở đây chúng ta thấy có cái từ giặt là thuốc, giặt phun là dược phẩm, nhưng mà ở đây là nung trang mun thì gọi là thuốc trừ sâu. Thì ở đây chúng ta phải sao các bạn? Thuốc trừ sâu thì dĩ nhiên nó phải là nung giặt. Nung là nông, đúng không? Hả? Nông dược. Rồi, như vậy là gì các bạn? Chúng ta có chữ ra cô hâm như tà là dùng để định nghĩa gọi cái này là gì đó. Có câu là trò ninh nam như là cô hiệu. Tôi là nam, nhớ không? Cái câu đó. Có người sẽ chọn câu này là câu số 1 nè. Ồn ma dẻo, đã thấy phía sau là giá tiền, đúng không? Ừ, tại vì mình thấy giá tiền thì mình chọn câu 1. Dạy bao nhiêu lớp rồi mà. Câu đúng hay là câu số mấy? Tại vì chẳng lẽ thằng Na nó vừa hỏi cái này nhiêu cái nó tất cả là 10.000. Tự hỏi giá tiền rồi tự trả lời giá tiền luôn hả? Đi mua khôn quá vậy. Hiểu không? Phải hỏi đây nè. Có nghĩa là bạn đang đưa cái tờ 10.000 ra và bạn nói đây nè 10.000. Hiểu không? Đây nè 10.000. Do kia is nhị tờ. Mù tu tất cả nó là 10.000. Hiểu không? Bạn đưa ra bạn nói là do kia is nhị tờ mù tu. Tất cả cái mà tôi đưa ra đó là 10.000. Còn muốn trả chư thẻo là gì bạn? Bạn tìm gì? Ở Tokyo, Osasayo có nghĩa là gì? Đến đây có việc gì không? Hai câu đó nó tương tương nghĩa với nhau các bạn. Dùng kiểu nào cũng được. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Câu 38. Mấy câu này dễ ăn điểm. Sao? Ở đây chúng ta có từ hiu tê phôn sa dung cùng chi, cấm sử dụng điện thoại. Thì về quy tắc là dọc ki e so hiu tê thờ na rin là giống nhau hết, đúng không? Ri in su it sinh nhị tà có thể giống nhau hết, bỏ nó bớt đi cho con mắt nó dễ nhìn. Như vậy ở đây chúng ta thấy ở đây có từ sa dung thì chuyển qua đây có từ sa dung, câu này cho không điểm. Cho không điểm có nghĩa là gì? Cho mình điểm luôn, không có bắt mình suy nghĩ gì trơn, cứ nhìn là có đáp án, đúng không? Nhưng dạo gần đây mấy cái đề mới nó cho câu là có thể và trên đây là không thể để nó gạt mình, thì ráng mà nhìn nha. Dĩ nhiên nó cũng phải gạt mình chứ.
10 năm về lấy muốn cả tỷ 2 tỷ tiền hàng tiền Việt chứ đổi ra. Nói đùa thôi. Đùa thôi. Mua đến mà xin su in ninh quốc. Ở đây chúng ta có động từ bỏ lên là nước thì câu số mấy? Số 3. Nhiều đứa hồi đó nó không hiểu cái hình này là hình gì. Mà si ta là gì? Uống. Ở nơi này có thể uống nước. 40. Một bỏ nè, mùi. Thì ở đây có mùi kia nữa, đúng không? Bỏ ra nữa thì sẽ thấy có mùi kia nữa. Thì bây giờ vô đây thì thấy mùi kia. Chọn tránh chống chỉ định những kẻ ẩu là thấy chữ bỏ đây là mùi, xong cái gì bên đây thấy câu 2 có chữ mùi nghĩa vậy là đúng bài à, phải hiểu không? Bỏ bỏ hết mới thấy được. Ở đây nó gì các bạn? Thạch tà là chạm vào, rớt xuống. Ở đây chúng ta coi coi thì nó là gì? Để nếu mà nước nó rớt xuống, nước nó chạm vào nơi này thì không được. Mun ki ka op ke hasipsio, hãy làm cho nó được khô ráo, có nghĩa là làm cho đừng có độ ẩm các bạn. Mun ki là cái độ ẩm. Rồi chúng ta có cái từ mun che itung kum chi, cái này phải tách hai hai từ ra thì mới bùn chê y tung cùm chi, cấm di chuyển hàng hóa, cấm di chuyển đồ đạc. Tiếp tục. Phù hèn cùm chi, cấm bộ hành, cấm đi bộ. Rồi câu 41 gì các bạn? Giọt kia so chỉ khơi xa hơn những cái mục, những cái điều mục, những cái điều mà sẽ phải tuân thủ, sẽ phải giữ gìn. Ở đây là gì? Bây giờ cứ từ từ. Ở đây chúng ta nhìn vô cho thầy linh mình bỏ ra đi, thấy không? Thì chúng ta sẽ coi những cái chỗ nào có linh chúng ta bỏ ra, những chỗ nào có linh chúng ta bỏ ra. Trước nhất ảnh chân chàng cấp, nhìn lên giờ trên kia coi có ảnh chân chàng cấp không, chỗ nào có ảnh chân chàng cấp? Bồ An Kiên, có Bồ An Kiên không? Không. Rồi chưa? Có Trần Kỳ Thể Phương không? Có không? Chỗ nào có Trần 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 Kỳ Thể Phương? Nhưng nó có giờ rưm thờ đây nên không? Có giờ rưm chờ đây nên tam là mồ hôi, súp ki là độ ẩm, rô in he là tại vì độ ẩm và mồ hôi vào mùa hè, chẳng ma chơi mùa mưa, cho nên bạn sẽ có cầm chân chè he là những cái tai nạn về điện giật. Thì ở đây câu số 3 nó nói là gì các bạn? Sử dụng các cái sản phẩm điện vào mùa hè thì không được, là không đúng. Chỉ có câu 4 là gì các bạn? Trần ki kỳ cu mạnh chi mi an an đêm ni ta hả? Nếu bạn sờ các cái dụng cụ điện bằng tay ướt là gì các bạn? Trò trinh xôn là tay ướt thì không được. Thấy chưa? Như vậy ở đây là gì? Bạn phải tuân thủ các cái quy tắc về đề phòng tai nạn điện giật, cầm chân
chạy he về ban là phòng ngừa. Như vậy câu nào mới đúng? Câu 4 mới đúng. Vui gì? Hả? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có câu 4. Tiếp tục. 다음 안내 판에 대한 설명으로 맞는 것은 고르십시오. Chúng ta có cái gì đây? Chọn câu đúng đúng không? Mạch ninh cột. Như vậy chúng ta sẽ có là gì? À, đầu tiên cái mọc màu đỏ. Ủa quên nữa, nãy quên nhắc. Những câu nào có rô hẳn nhắc rồi phải không? Là coi trước. Những câu nào mà trong cái dữ liệu nó có chữ rô và ừ rô là lấy cái đó coi trước nhớ không? Ừ, nhớ vậy đó nha. Rồi, ở đây. Phần quên y, phần quên y dung. Câu 1 nó khác nhau này nha. Câu 1 là phần quên là chủ ngữ. Còn câu 2 chủ ngữ là phần quên y dung si can. Thời gian dùng, thời gian sử dụng ở trong bệnh viện. Nghe chưa? Được chưa? Tiếp tục, chúng ta có cái gì nữa? Hai chủ ngữ này giống nhau cho nên bạn có thể dò. Bạn có thể dò câu 1 và câu 2 trước. Câu 3, câu 4 giống nhau về thời gian nè. Ê tô, thấy không? Vào lúc cũng, vào lúc cũng. Vào lúc thứ bảy cũng gì đó. Vào lúc buổi trưa cũng cái gì đó. Bây giờ muốn dò gì thì mình dò cái đó. Nhưng mình dò hai cụm đó để mình xác định cho nó nhanh. Như vậy, rõ ràng, mình dò vô bệnh viện thì mình có thấy nó nói gì mới không? Vậy bản này thầy nói là coi trong dấu hoặc đơn, coi trong dấu chữ in đậm, coi hai đó trước. Có không? Có chỗ nào? Cái chỗ nào mà câu 1 có nó gai? Câu 1 chỗ nào có hai đó nó gai? Câu 2 có không? Có phạt cung nhị tà. Và rõ ràng si can phạt cung nhị tà. Như vậy đáp án nó sẽ là câu số mấy? Số 2. Vậy mình xác định hai câu gần giống như nhau nhất để mình dò cho nó tập trung thì nó sẽ ok hơn. Thằng kia sai thì thằng nọ sẽ có cơ hội đúng. Sẽ có cơ hội đúng nha, chứ không phải chắc chắn là đúng à. Như vậy bản này nó nói là gì? Từ ngày 15 tháng 3 thì thời gian điều trị sẽ được thay đổi. Từ thứ hai cho đến thứ sáu buổi sáng là 9 giờ cho đến buổi chiều 6 giờ. Và buổi sáng thì từ 9 giờ cho đến gì các bạn? 7 giờ, có nghĩa là cái phần sau là phần đổi lại của cái phần đầu. Hiểu không? Rồi, giờ cơm trưa thì gì các bạn? Thùng yên hâm nhị tà. Đồng nhất với lần trước, đồng nhất là có thay đổi không? Không, giờ cơm trưa là không thay đổi. Như vậy Hàn Quốc phiên quên và bệnh viện này nó thông báo bệnh viện Hàn Quốc. Câu 43. Ở đây chúng ta có cái chữ gì đây? Cà trang. Cà trang chỗ A Hà Ninh Han Gu Kê Quang Quang Chi Ninh. Nghĩa là địa điểm du lịch mà người Hàn Quốc thích nhất. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy cái nhất là chữ gì? Seoul. Cho nên mình sẽ chọn số mấy? Số 3 tới 82,8%. Seoul hiện thời có 60 mấy ngàn dân. Ấy 260 mấy triệu dân hả? Hôm trước thời điểm thầy học năm 2012 nó có 21 triệu dân, bây giờ nó lên 60 mấy triệu dân và trở thành một cái ổ dịch thấy mà đáng sợ. Hôm nay thầy coi mấy trên mấy cái YouTube của mấy cái bạn người Hàn mà họ làm ấy, mà họ đi bộ đường phố nó vắng tanh luôn, còn hồi xưa đi không có chỗ mà đi chen chân để mà đi, còn giờ dịch là mọi người trốn hết trơn mà vẫn cứ một ngày mấy ngàn ca. Yeah. Hả? Đang giãn cách xã hội lên mức báo động. Bạn thầy ở bên Mỹ nó bảo rằng bây giờ là lười đi rồi. Đi đâu cũng phải có giấy xác nhận là có bị dịch không, bị nhiễm không,
rồi một cái nữa là có đã chích ngừa chưa, bữa nay Việt Nam mình bắt đầu thử nghiệm rồi, hai người phải không, trước tiên là hai người, mong là có kết quả tốt đẹp nha. Thấy không, thấy y tế Việt Nam không, đừng giỡn mặt đừng giỡn mặt với y tế Việt Nam. Dòng xuôi chương là gì các bạn? À, quá đơn. Bây giờ cái phần này thì chúng ta có một dạng câu là người ta sẽ hỏi đương nhiêu tiền, có dạng câu là hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền, mua cái nhân lên nhiêu, mua hai cái nhân lên nhiêu, và ở đây câu này thì lại hỏi tiền thừa là bao nhiêu, khò sư rùm ton là tiền thói, làm gì nhìn thì dữ vậy Tân? Thầy đã biết thầy đẹp rồi, em không cần nhìn thầy nữa. Nó nhìn thầy không mà nó không la, nó nhìn thầy chân đói à. Khò sư rùm ton là về bạn tiền thừa 5.000 mấy, rồi chọn 5.700. Cái này nè, đi vô thi dập gặp câu này bình tĩnh cho thầy nè, nhớ cái câu này và bình tĩnh nè. Tất cả các con số này đều hiện diện ở trên đề đúng không? Nhìn có phải là nó đều hiện diện ở trên đề không? Thì quay ngược trở lên câu hỏi, coi người ta hỏi cái từ gì trong những cái từ đó là chọn đáp án. Thế xong, bình tĩnh cái dạng này, đừng nhìn vô chết rồi sao đây sao đây, hoặc là dịch cái từ đó ra để làm gì, đâu cần dịch, có hiểu không các bạn? Bình tĩnh nhìn ngược lên là ra. Câu này khỏi dặn tí nó cũng nhớ rồi. Câu 45, đoạn này nói về cái gì? À, đoạn này nói về cái gì? Thì ở đây chúng ta bắt đầu nha. Coi nào, số 1. Chun the kinh scan chỉ khi kia, có nghĩa là gì? Bạn phải giữ đúng cái giờ vào ca và giờ ra ca, kiếm cho thầy coi có không, làm gì có đúng không. Tiếp tục, trả cấp trai còn còn căng quản lý là gì bạn, còn quan quản lý là quản lý sức khỏe của người lao động, trả cấp trang ê, trả cấp trang. Thì ở đây chúng ta coi coi có quản lý về sức khỏe không, không, nó chỉ có an toàn nè, thấy không, là an toàn. Rồi ở đây trả cấp trang nè chồng ni chồng tôn có nghĩa là gì bạn, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng chồng ni chồng tôn ở trong khu vực làm việc, lại không có đúng không. Rồi trả cấp trang nghe kiều thông an toàn, giao thông an toàn, hoặc là an toàn giao thông trong nơi làm. Thì đầu tiên chúng ta thấy là sino tín hiệu đèn giao thông nè, hoan hoan xét là tín hiệu đèn vàng đúng không, chồng chi chồng chi chồng chi xin hô đó là tín hiệu dừng lại, chồng chi là stop, stop. Chu un chan uống rượu mà lái xe thì chan te hachima xeo, đừng có uống rượu rồi lái xe. Cha cấp trang nghe sở nên an toàn xúc tù rô thì kiếp sĩ, cùng giữ cái tốc độ an toàn, an toàn xúc tô là tốc độ an toàn ở trong chỗ làm, trong cái môi trường làm. Rồi ập cha xe trước, cách xe trước bao nhiêu mét, sami tho trong tôi e an chân có đi đến thủ cô un hen hạp hạp sĩ ta un hen hạp sĩ ta. Như vậy là hãy lái xe và giữ khoảng cách 3 mét với xe trước. Câu 46 chúng ta có mặt chi à nên, câu không đúng à, câu không đúng thì ở đây chúng ta sẽ như thế nào đây nhá. Trung Quốc Saram, cái câu nào im ni tà thầy phái lắm nha bạn, tại vì sao, nó là dữ liệu chắc chắn, nó định nghĩa mà. Câu nào mà thi thi thầy thấy có chữ im ni tà là thầy phái đó, dù gì mình cũng loại được nó là mình đúng 25% rồi, còn lại ba câu hiểu không, nếu không là đáp án thì mình cũng loại được, mình chắc chắn mình loại được nó, càng loại bớt được một đối thủ là càng nhẹ đầu đúng không. Gì đó câu à, có Trung Quốc Sa Đam không các bạn, ở đâu câu này nè đúng không, đó là cho Saddam giống như tôi, Trung Quốc
kề so chung cu kề so un xà ram tô, như vậy câu một loại. Bởi vì sao? Nó kêu mình chọn câu sai mà, đúng không? Một câu hanh cung mà rên, rồi bỏ chữ này đi kiếm hanh cung mà rên. U đi nên hanh cung mà rên. Về quy tắc, thằng nào vừa tìm thấy thì cứ tiếp tục nhìn câu tiếp theo để tìm thấy thằng tiếp theo. Đừng có làm theo kiểu da beo. Da beo là gì? Nhìn đốm đen xong nhìn đốm vàng, hiểu không? Rồi tự nhiên đang nhìn đốm đen ở trên đầu, nhìn đốm đen về đít là không được, hoặc là nhìn đốm đen về cái ngực nó là không được. Khác với việc nhìn bình thường Trí hả? Ừ, hiểu ha. Rồi mình phải nhìn theo một trật tự cố định, là từ điểm này cho đến điểm này, từ điểm đầu cho đến điểm cuối. Cho nên thầy có dạng một cái quy tắc là gì? Câu đáp án tiếp theo bao giờ cũng là câu gần đó nhất. Có hiểu không? Cái quy tắc đó. Thì ví dụ như bạn dò vô câu 1, bạn thấy nó nghe câu này, thì câu kia bạn cứ tiếp tục nhìn cho thầy cái câu tiếp theo. Nếu câu tiếp theo đó không có, hãy nhìn câu tiếp theo nữa. Hiểu không? Người ta viết rất là logic các bạn, người ta viết rất là khoa học, chứ không phải như mình muốn viết lung tung đâu viết. Cho nên khi người ta viết khoa học có nghĩa là nhớ cái quy tắc mà đi tìm cái câu mà trật tự không? Thầy nói là gì? Khi một từ này được gọi ra thì nghĩa rằng người ta phải muốn có câu sau có liên quan với cái từ đó, người ta mới đưa cái từ đó ra. Có hiểu thầy nói không? Cho nên ở đây nhìn vô hanh cung mà rinh liền, và ở đây là gì? Tràn như bạn tràn ha chi mù thề so, không thể giỏi, mà ở đây nó giỏi thì nó phải bị gì? Sai. Và đó là câu đáp án liền luôn. Có hiểu nói gì không? Có hiểu nói gì không? Hiểu không? Ok. Và hầu như đề này cái câu nào mà giỏi tiếng Hàn là câu đó xạo, tại vì người lao động nó dư biết các bạn học như thế nào. Cho nên là những câu nào hầu như là nói thằng này nó giỏi tiếng Hàn là nó bị gì hết? Xạo, nó sai. À, rồi cho nên là mình lưu ý những câu đó. Rồi câu này hướng thứ hai sau đây, giả dụ như bạn vẫn tuân thủ theo cái quy tắc giải đề mà hôm trước giờ mình tuân thủ, đó là bỏ in linh. Thì bạn lòi ra bạn thấy câu 2 và câu 3 giống nhau không? Hanh cung mà, đúng không? Như vậy hai câu gần như giống nhau là tập trung vô nó trước, đúng không? Và lúc này câu 2 là câu đáp án bạn sẽ thấy liền. Hiểu thầy nói gì không? Rồi đó là cái cách thứ hai. Về Udi Huê Sae Nên Huê Cúc Sarami Mà Xin Nhị Tạ. Ở công ty của chúng tôi thì có rất là nhiều người nước ngoài. Chữ Uri không dịch là chúng ta ở đây nha, mà thầy nói là không dịch là chúng tôi, mà phải dịch là của tôi mới đúng. Cái gì mà thân thuộc với mình như Uri Cà Chốt, gia đình của tôi, Uri Nara, quốc gia của tôi, Uri Huê Sa, công ty của tôi. Hiểu không? Cái gì mà quen thuộc với mình thì mình dùng chữ Uri vô là nó ra. Rồi tiếp tục. Betuname so un saram tu it ko, cũng có người đến từ Việt Nam. Mungkore so un saram tu it ko, cũng có người đến từ Mông Cổ. Cho Charom Trung Quốc kể sau un saram tôi xin nhị ta, cũng có người đến từ Trung Quốc như tôi. Uri nên hành cung mà đến trả ra chi mù thế so sau đó ý kỳ lên mà ni hàn su ập xin nhị ta. Tụi tôi lúc này là dịch tụi tôi này, tại vì chủ ngữ được xác định bằng chữ nên. Tụi tôi thì vì không thể giỏi tiếng Hàn cho nên là không thể nói chuyện cùng với nhau được. Cứ đề so Uri nên thô yô yì rê yì đi kinh năng hủy e thu si can tung an hành cung mà rinh bèo nhì tà. Chính vì vậy chúng tôi sau giờ làm vào ngày thứ bảy thì học 2 giờ đồng hồ với tiếng Hàn. Ba li hành cung mà rinh bèo xó, nhanh học tiếng Hàn xong. Thà rinh nà ra chinh cu tường qua hành cung mà lô y ya ghi rinh chà ran su y sát si miên chục kết xin nhì tà. Có nghĩa là gì các bạn? Sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn với những người bạn khác quốc gia. Thầy thấy có rất là nhiều trường hợp là những bạn nào mà sống gần khu vực với những cái đồng bào người Khmer của mình, hoặc là những cái người nào có gốc Khmer của mình ở đây mà biết tiếng Khmer, có nghĩa là biết tiếng Cam, thì đi qua mà làm công xưởng cùng với các bạn Cam vô cùng thuận lợi. Tại vì lúc đó gì là người Việt Nam gặp người Cam ở bên Hàn Quốc dùng tiếng Cam nói chuyện. Hiểu không? Và những bạn nào mà có gốc tiếng Thái, và những bạn nào ở Indo và Malaysia hầu như, hoặc là những bạn nào mà người Lào thì bạn nào biết tiếng Thái hầu như là nói chuyện với nhau được.
thì dĩ nhiên cái môi trường quốc tế nó sẽ cho bạn có nhiều cái cách. Nhưng mà nếu biết được tiếng Hàn giống như trường hợp này nói thì tất cả mọi người đều sử dụng tiếng Hàn sẽ ok nhất, đúng không? Rồi. 몽골에서는 술을 마신 데 어떻게 해야 합니까? Ở đây những cái từ nào thuộc về thời gian các bạn tập trung vô cho thầy ở trên câu hỏi. Nếu nó có cho từ về thời gian, các từ chữ gì thời gian nó rất là đơn giản, đằng sau đó nó phải có trợ từ e. Nếu không có trợ từ e thì các cái từ chỉ thời gian khác, giống như là ở đây chúng ta có gì bằng riêng gì te, đúng không? Riêng gì te có nghĩa là lúc mà khi mà, thì thằng này cũng là thời gian chứ là gì, đúng không? Lúc mà khi mà thì nó là thời gian. Như vậy khi gặp những cái từ nào mà có về thời gian, ví dụ như là e hoặc là gì các bạn, liền đe hoặc là in đe, thì chúng ta tập trung như vậy. Cái thời gian ở đây là surin mà xin đe, lúc uống rượu, nó là một cái thời gian. Và chuyện này xảy ra ở đâu? Mung cô đề so ninh, và thầy đã nói chữ ninh là phải tập trung vô đó liền. Có thể bạn để ý các câu hỏi trong đây không? Vì Sara Minh, người này, đúng không? Hoặc là cái gì đó gì các bạn, nam già ninh, nam già ninh, giờ già ninh, thù Sara Minh, đúng không? Thì những cái đó là những cái chủ ngữ người ta kêu mình phải tập trung vô, bởi vì người ta nhấn mạnh bằng trợ từ ninh rồi. Thì ở đây bạn kiếm cho thầy chỗ nào có chữ mùng côn thì bạn nhìn vào. Có chữ mùng côn chưa? Đây, mùng côn xà ram từ rin su rin mà xin đe là gì các bạn? Lúc uống rượu. Thì so mà si chi ảnh xin nì đà, không đứng uống. Đố các bạn tại sao người Mông Cổ không đứng uống? Người Việt Nam mình là có đứng uống không? Bất chấp. Chỉ cần có rượu, một cái cốc là chỗ nào nó đứng, nó ngồi, nó nằm gì nó uống cũng được hết. Mông Cổ mà nó không chịu ngồi. Mông Cổ cho nên nó phải ngồi. Nó gì nó có cái mông hả? Tào lao. Cái đặc tính sống của người Mông Cổ là ngồi trên lưng ngựa, cho nên họ uống với nhau trên lưng ngựa. Mình có phim mình thấy đó, thành các tư hãn đâu, uống rượu với nhau là ngồi vừa gì bạn, vừa xảy ngựa hả, cưỡi ngựa, vừa cưỡi ngựa và vừa uống rượu, thảy cái bầu rượu cho nhau, và họ ngồi họ uống không chứ làm gì họ đứng. Họ chạy trên thảo nguyên mà, đúng không? Cho nên họ không có đứng mà uống, họ ngồi uống. Và ở đây chúng ta có là gì mà city ảnh xin gì ta. Quay ngữ quay ra, bạn còn biết cái kiến thức xã hội thì bạn cũng chọn được đáp án nó nhanh hơn là người không biết đó nha. Hiểu không? Như người ta đọc vô đây, người ta nói là người Mông Cổ thì phải ngồi uống, là người ta chọn được câu số 2 liền. Còn bạn nào mà dò vô mà mất cái cần phần câu phủ định thì bạn sẽ chọn câu số 1, đúng không? Có ai chọn câu 1 không? Rồi tốt. Và chú ý một loạt câu có từ phủ định. Nghĩa là nó cho là vì bạn so mà si chi ảnh xin nhì tà thì nó sẽ cho động từ ảnh tà. Hiểu không các bạn? Nó cho động từ ảnh tà. Đó. Xin được phép dịch như sau câu này. 제 이름은 파트입니다. Có gì không ba đồng chí? Có chuyện không? Thái? Thái vô này bị chú ý quá. Không mà ăn gì được. Có mà ăn không Linh? Có mà ăn không? Dạo này em có bị đi di dân không? Thằng Tân nó có phải chở em đi đâu đó uống cà phê có hả? Trời khổ ha. Chúng ta trở lại bài của mình các bạn. Tên của tôi là Bạch Thư. 제가 일하는 벽돌 공장에서는 점심시간에 가끔 한잔하는 데가 있습니다. Tôi là Bạch Thư. Và ở cái nơi, chúng ta nhìn thấy chữ ninh như vậy chúng ta dịch ha, nhấn mạnh.
ở cái nơi công xưởng hay là ở công xưởng mà làm gạch mà tôi đang làm việc á, thật tôi là gạch tường, nên là cái công xưởng mà làm gạch nơi tôi làm việc, thì có những lúc thỉnh thoảng khắc cơm sao các bạn uống vài ly han chan, ở đây là một ly nhưng mà mình dịch là vài ly, uống vài ly vào giờ cơm trưa, hiểu không? Ở bên hàng cũng vậy thôi, sáng uống, trưa uống, tối uống, nó uống thậm chí ghê gớm, nữ nó cũng uống luôn, đúng không? Nữ nó uống còn dữ dằn hơn mình. 그런데 한국 사람들 중에는, dạ bạn, trong số những người Hàn Quốc mà đang uống như thế này, có nghĩa là 그런데 là những lúc làm như thế này, có nghĩa là những lúc uống rượu như thế này, thì họ sao các bạn? 서서 술은 마시는 사람도 있습니다. Cũng có những người họ đứng họ uống rượu. Người Hàn họ tiết kiệm thời gian lắm. Cho nên ví dụ như uống mà bày ra rồi ngồi đó tốn kém, họ để muốn có việc đó làm thì họ có thể linh động, hiểu bạn, họ linh động rất là nhanh. Chính cái linh động đó mà đất nước Hàn Quốc họ họ nhanh phát triển so với những nước mà có chiến tranh kết thúc xong. Mặc dù chiến Hàn Quốc thì chiến tranh chưa kết thúc, nhưng mà có nghĩa là do cái tính linh động của họ cho nên là họ thường tổ chức các cái công việc rất là nhanh. Và cái trong cái ăn uống, thầy chứng kiến tụi Hàn Quốc nó chỉ cần đổ cơm, đổ nước lạnh, nước lã vào cơm thôi, nó và chừng ba cái là xong tô cơm, đứng dậy đi lêu làm cái phật liền. Cái lúc mà thầy ly à đưa bài thư thầy thấy gì luôn, đáng sợ, kinh khủng khiếp. Rồi xong cái thầy bị nhiễm hay nào không hay luôn, giờ thầy ăn uống cũng vậy, thầy vô ăn uống lúc nào thì chắc tất cả mọi người ăn, thầy ăn rất là nhanh. Và thầy sợ nhất là đi ăn cơm, thầy mới tốn thời gian. Thời gian đó kiếm tiền. Tiếp tục. 그러나 몽골 사람들은 술을 마신데 서서 마시지 않습니다. Nghĩa là gì? Lúc mà uống rượu thì người Mông Cổ của chúng tôi không đứng uống. Hiểu không bạn? Không đứng uống. Mà 앉아서 마셔야 합니다. Phải ngồi uống. Giờ nhớ cái câu này, nó có mông thì nó ngồi. Vậy xong. Mình nhớ vậy cho nó nhớ rồi. 그리고 음식을 먹은 데에도, vào cái lúc mà ăn cơm thì cũng 앉아서 먹어야 합니다. Ngồi mà ăn. 특히 다른 사람의 집을 갔을 때 서서 술을 마시거나 음식을 먹는 것은 몽골의 예의에 맞지 않습니다. Cụm từ 예의에 맞지 않습니다 là không phù hợp hoặc là không đúng với lễ nghĩa của người Mông Cổ. Nếu lúc bạn đi đến nhà một cái người khác mà bạn đứng bằng ăn và bạn đứng bằng uống, hiểu không các bạn? Từ cái phong tục nó trở thành, từ cái thói quen nó trở thành cái phong tục của người ta luôn là phải sao? Ngồi. Đúng không? Mình có ngồi không? Mình đứng ăn cũng được đúng không? Người Việt Nam mình cũng linh động chứ bộ, đứng ăn cũng được, ngồi cũng được. Ngồi xổm cũng được, ngồi gác hai chân cũng được, ngồi trên bàn cũng được, ngồi dưới đất cũng được. Có không? Ở đây có ăn, có nhà nào ngồi dưới đất ăn cơm không? Đi ruộng là ngồi đất ăn cơm không? Nhà thầy cho đến bây giờ là mẹ thầy cũng không có thói quen gọi là ngồi bàn ăn. Tại vì hồi xưa nghèo đó, ở nhà lá, đâu có bàn ghế gì đâu. Đi làm về là nhào vô cái dọn cơm ra cái sân phía trước nhà ăn cho mát lại, chứ hồi xưa có đừng có quạt máy gì đâu, chứ giờ ra trước sân rồi bạn ngồi cho đến giờ luôn là vợ thầy về hết. Ủa sao nhà anh ăn cơm ngồi đó giờ nó vậy đó, ngồi dưới bệt dưới đất ăn hết, giờ cũng còn thói quen đó luôn hả? Rộng rãi thoải mái. Cho nên thầy cũng mà thầy giống như vậy với bạn. Ai mà mời thì đi đám cưới đám giỗ rồi thì ngại lắm. Ngồi hồi cái nó cảm giác giống như nó sao sao á, hiểu không? Nó không có đã, ăn không cảm giác không đã, ghét ăn rồi mà ngồi kiểu vậy. Rồi cái bắt đầu tôi mời anh rồi tôi mời cái thế nó như lễ nghĩa bị xáo rỗng. Cái thôi. Thầy ngại đi các đám tiệc lắm. Các bạn thông cảm, nếu có ai mời thì đi thì từ chối là hiểu giùm. Hiểu không?
không mời thì vẫn cứ phải mời nha, nói vậy rồi đám cưới đám hỏi cái không mời, cứ mời tôi chuyển khoản nhưng mà tôi cũng đi. Hả? À, ship về cho thẹn mâm à. Nè yông qua thà rinh cốt nó là gì các bạn? À, thà rinh cốt, thà rinh cốt, thà rinh cốt là tìm cái khác với nội dung. Ở đây chúng ta thấy có gì? Hai cái dấu, ba bốn, thấy giống không? Rồi, quê cô kinh từng một chân là thẻ đăng ký cư trú người nước ngoài. Rồi, cái câu số 2 giống nhưng mà nó trở thành chủ ngữ, hiểu không? Một cái là bị tác động bởi động từ, còn một cái là gì bạn? Chủ ngữ. Rồi, ở đây bạn thấy chữ rô không? Giờ trước phải không? Là mù rô, rô miễn phí. Trong khi đó ông này nói su su rô là 10.000 won. Đây chọn câu sai, vậy nó sai, chọn nó là đáp án. Được chưa? Đây là không phải là mình học mánh khóe mà mình học cái kỹ năng dò cho nó nhanh. Bạn nào đã học rồi thì đã biết cái kỹ năng, chứ không phải là tại vì đây mình học mánh khóe nha. Những câu khác bạn chỉ cần tập cái kỹ năng này để bạn làm, rồi mình phải xác nhận lại thông tin coi nó đúng hay sai, chứ không phải là cứ thấy vậy cái mốt cái có chữ rô cái đánh đáp án là đúng. Có nhiều ông học vậy đó. Tại ông thầy ông dạy nó có chữ rô cái đây thấy chữ rô cái quốc nó đúng. Không có à. Đó chỉ là cái kỹ thuật để mình nhìn cho nó nhanh rồi mình xác nhận lại thông tin đó. Cái giấy tờ tùy thân của người Hàn Quốc thì gọi là chumin từng nốt chân. Giống như mình ở đây là gì các bạn? Giấy chứng minh nhân, nhân dân. À, bây giờ là thẻ căn cước hả? Thẻ căn cước. 한국에 사는 외국인의 신분증은 외국인 등록증입니다. Và cái giấy chứng minh nhân dân có nghĩa là giấy tờ tùy thân của người nước ngoài thì đó là thẻ đăng ký cư trú người nước ngoài. 신분증은 늘 가지고 다니는 것이 편리합니다. 편리합니다. Có nghĩa là gì? Việc mà bạn luôn luôn mang cái giấy tờ tùy thân bên người thì nó sẽ rất là tiện lợi. 편리합니다. 은행이나 병원 등 공공기관은 이용할 때 신분증이 필요합니다. Bởi vì nó cần thiết. Vì bạn giấy tờ tùy thân thì nó cần thiết lúc mà bạn sử dụng trong các cơ quan cùng công quy can là cơ quan công cộng và bệnh viện cũng như là ngân hàng. Mà nha ghê, nếu nhỏ như ở đây là một cái tình huống tỷ như giả dụ như quê quốc kinh từng nộp chứng minh y ro bỏ đi miễn, nếu bạn bị mất cái thẻ đăng ký cư trú người nước ngoài, chu rip quốc quản lý sao mù sô e cà so, bạn đi đến cái gì các bạn, trung tâm gì quản lý xuất nhập cảnh và bạn nhận cái thẻ bancup. Thẻ bancup là gì các bạn? Tái cấp. 이때는 여권과 외국인 등록증, 재발급 신청서, 증명사진 한 장, 그리고 수수료 만 원이 필요합니다. Lúc này thì nó cần 10.000 won chi phí, một tấm hình chứng minh, đơn xin tái cấp. Hiểu không các bạn? Để bạn đăng ký cái thẻ đăng ký cư trú người nước ngoài và có cả hộ chiếu nữa nha, còn. Rồi xong. Này mình học lý thuyết của nó rồi trơn rồi. 49-50 thầy có giảng về địa lý của Hàn Quốc rồi đúng không? Ở đây bạn nhìn thấy cái đường này, đường mà đen xì lì trong đề bạn, đó là con sông Hàn. Người giờ bây giờ người ta không gọi là con sông Hàn, người ta đã đính chính được cái gốc từ Hán của nó rồi, cho nên người ta gọi là con sông Hán. Chữ Hán, chữ Hán á. Mình tiếng người miền Tây mình gọi là Hán, nhưng mà người ta là Hán, sông Hán ha. Thì bạn nhìn nha, bạn nhìn nè, từ con sông đi lên cái chữ là gọi là Bắc, gọi là Hục Khan. Có nghĩa là gì bạn? À, xin lỗi, Khang, Khang Búc, thầy nhầm nhờ lộn, gọi là Khang Búc. Là gì các bạn? Khang là con sông, Búc là phía Bắc, như vậy Bắc sông, và đó là khu vực gọi là Khang Búc. Khu vực đó là bao gồm những cái thành phố cũ của thủ đô Seoul. Trong đó nó có những cái di sản văn hóa, nó có này kia nhiều thứ trong đó. Còn về phía nam của sông Hàn thì người ta gọi là Khang Nam. Như vậy con sông này nó chia ra gọi là Khang Nam, Khang Búc, gọi là phía Bắc sông và phía Nam sông. Giống như ở đây sông Hậu của mình thì trịch về các huyện giống như các tỉnh giống như là gì các bạn? Cà Mau, Hậu Giang,
Sóc Trăng, rồi gì nữa, An Giang, Cần Thơ là mình rồi. Thì đây là gọi là Nam Sông Hậu, hiểu không? Nam Sông Hậu, như vậy mình gọi là Sông Hậu gì các bạn, thằng Nam, đúng không? Phía Nam con sông Hậu. Còn về tỉnh giống như là Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, đúng không? Thì những cái đó được gọi là gì? Bắc con sông Hậu, hiểu không? Cho nên các cái đài nó có đề là gì bạn? Giao lưu của các đài truyền hình Bắc sông Hậu và giao lưu của các đài truyền hình Nam sông Hậu, hay là chia cái khu vực con sông Hậu ra làm đôi bờ, thì giống vậy. Sông Hàn nó chia ra Khăn Bút và Khăn Nam. Thì ở đây người ta mới nói về cái con sông Hán, chứ thầy cứ lộn con sông Hàn hoài. Con sông Hán thì ở đây người ta nói con sông Hán là một cái con sông mà được những người thị dân Seoul, đó là những người dùng dân thủ đô, mình gọi là Siminteul, những người dân thủ đô Seoul thì họ yêu thích. Đây là con sông được sông Hán là một cái con sông mà được gì bạn, cái người thủ đô Seoul họ yêu thích. Ở trên cái con sông Hán này thì có một cái đảo là gì bạn? Ồ, Jeollido. Bạn nhìn thấy cái đảo chưa? Thấy cái chữ Jeollido nằm bên góc trái của bạn, ở phía dưới gần với Khăn Nam. Thấy cái Jeollido chưa? Chỗ đó có tòa nhà quốc hội và các văn phòng đảng của Hàn Quốc ở bên đó. Và chỗ này vào mùa xuân hoa đào rất là đẹp, nó có lễ hội hoa đào ở đây. Hình như người lao động nào cũng dành một thời gian để ra đây ngắm hoa đào ít nhất một lần, rất là đẹp. Rồi, sông Hàn ngược lại nè, chảy từ đông sang tây, nhớ mấy cái lý thuyết này nha, để đi thi nó chia nhỏ vấn đề ra, nó có thể hỏi bạn. Sông Hậu mình chảy từ đâu qua đâu? Từ tây ra đông. Mình cứ nhớ là mẹ biển Đông, mẹ của mình là ở biển Đông, hiểu không? Thì mọi con sông của mình sao? Chỉ có ông nội sông Đồng Nai là chảy ngược, nhớ vậy là được. Này địa lý nha, giờ ngồi đây rồi có thi địa lý không? Có, học sinh giỏi giang cấp thành phố. Tiếp tục thôi. Rồi, sông Hán là chảy từ đông sang tây rồi đổ ra biển. Cái trên dòng sông Hán này thì có rất nhiều cây cầu, và ngay tại thủ đô Seoul thì nó có trên 20 cây. Theo như thầy biết bây giờ nó đã là 25, 26, 27 cây gì rồi, nghĩa là không đếm được đâu. Giờ bắt đầu nó nhiều rồi. Và mỗi cây cầu trên sông Hàn là một kiệt tác các bạn. Thường buổi tối người ta thích ra ngoài đó đi người ta chơi, rất là đẹp. Và có một cái cầu tên là Panpo Tekyo, nơi của những người họ thích tự tử, ra họ tự tử. Và xung quanh sông Hán thì có trên 10 dân của Si Nom Ninh Si Min Kong Wo Ni Isim Nhi Ta, công viên, hiểu bạn? Người ta gọi là công viên sông Hán. Công viên sông Hán thì có trên 10 cái công viên như vậy. Những cái công viên này vào mùa hè là họ biến nó trở thành giống như là gì bạn, cái công viên nước ở Đầm Sen vậy luôn á. Nó có những cái chỗ nó biến vậy luôn, trở thành vậy luôn, để người ta đến ta tắm, ta chơi, vui lắm. Sao? Itul, những cái công viên này, Itul cũng quên này, nên ở những cái công viên này. Suyong Trang hồ bơi, Ku Trang sân bóng đá, Nung Ku Trang sân bóng rổ, Tưng Giò Ro có là có nhiều cái sân thể thao để chứ các bạn. Si Son Tử Đi Sò So, trang bị những cái đó ha. Thì Màn Ninh Sà Ram Tử Đi Y Cù Sè So, Uyên Tung Tô Hào Cô, những người ta đến đây có thể tập thể dục. Suy Kỳ Tô Ham Nhì Tà cũng có thể nghỉ ngơi. Nhớ chữ Kỳ Tô Ha Tà mà viết rồi ra là cũng, nhớ không? Cộng với động từ còn dính lại là cầu nguyện. Tô Han Căng Y Sò Ninh, ở trên sông Hán, Dù Lam Son, Bến Ninh Kiều mình có Dù Lam Son là gì? Tối ra đó nghe đàn ca cải lương ăn uống rồi đó, đó là gì? Du thuyền.
Ulamson. Ulamson đô thang su ismida và mình cũng có thể đi du thuyền. Pame vào ban đêm. Ulamson in tamyeon. Nếu bạn đi du thuyền vào ban đêm, sau đây à râm thảo pam kong chi rin, bạn có thể chừng kinh su ismida là gì các bạn? Ngắm chơi vui đùa thỏa thích hưởng thụ muốn dịch gì đó dịch từ đó. Phong cảnh về đêm cực đẹp của thủ đô Seoul. Đặc sản của Seoul là đèn vào ban đêm. Và nếu như bạn ra sông Hán, bạn leo lên cái Hanil, con quên là công viên thiên đường, bạn nhìn xuống, bạn nên đi từ 4 giờ chiều để bạn ngắm cái cảnh mà mặt trời nó to đùng, nó lặn về cái phía tây ở phía này nè. Nó lặn xuống xong rồi bạn đi bạn nhìn nó lên đèn một cái, trời nó rất là ấn tượng, cực kỳ đẹp. Nên đi lần nếu đậu. Rồi đó là kiến thức ha. Ở đây là gì? Sông Hán không có sơm, nghĩa là không có đảo. Sai, tại vì nó có một cái giò y gì? Giò y đô. Nó không có dù lam son, là sai luôn. Nó có không được 10 cái ạn thêm nhì tà, là không được 10 cái công viên thị dân, là sai luôn. Như vậy nó có trên 20 cây cầu thì đúng không? Đúng. Và chỗ gì không có cái này? Là gì bạn? Sư khi trăng là gì? Sân trượt gì? Dạo này thì thấy nó có luôn rồi đó. Câu này có thể là nó sẽ sao các bạn? Thay đổi. Ok chưa? Rồi, như vậy là chúng ta xong phần này.